2024 với chủ đề vô cùng quan trọng năm nay: vững ý chí làm chủ tương lai. Một tràng pháo tay lớn vì sự góp mặt quý báu của tất cả các anh chị trong khoảng thời gian vừa qua, và chính những thành tựu ấy ngày hôm nay, sự góp mặt của tất cả các anh chị như là một minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói tất cả mọi thứ sẽ được trở lại vào đúng vòng quay của nó. Thành công nó sẽ đứng về phía của những người như chúng ta là nhân vật chính trong chặng đường ấy. Đầu tiên thì cho Định xin gửi lời chào đến các chú tiếp đón khách hàng, các anh tận tâm cùng toàn thể các bạn siêu thị, và chúc các bạn mạnh khỏe, bình an và thật hạnh phúc. Drift away, won't you be there? Keep me afloat, keep
through the clouds. I feel you when it rains. You'll never walk out, even on my darkest days. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. So, starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. If I ever drift away, won't you be there? Keep me afloat, keep me afloat. To the end of time, make me feel safe. Oh, I just need you now. Starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat.